Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại với I Am Fish, tôi là cá. Thì hôm trước là mình đã giúp bạn cá vàng trốn vượt ngục để về lại với biển khơi rồi. Đấy, rồi bây giờ là tôi sẽ bắt đầu tiếp tục với ba bạn tiếp theo. Bạn cá chim, bạn cá cá răng nanh đi. Ừ, cá răng nanh đi. Và bạn cái này là cái gì quên là cá nóc. Cá nóc, ok. Bây giờ là chắc là tôi sẽ tiếp tục với bạn cá nóc nha. Rồi, thì chắc chắn là tại vì nó có ability, thì tôi đoán là con cá vàng là chắc chắn là nó không có ability gì hết. Nhưng mà mấy con này thì chắc chắn là sẽ có cái ability, ví dụ như con này là nó phồng lên chẳng hạn. Rồi, vô thôi. Ui, con cá nóc nó thấy con cá vàng nó cạo ra cái anh kia, anh sáng lấp lánh á. Đấy, nó vậy là nó biết nó có khả năng là nó biết con đó là con cá vàng, nên là bây giờ là nó sẽ tìm cách để mà trốn thoát. Đấy, vâng, chào mừng mọi người lại quay trở lại với cái game gọi là phi vật lý. Cái game con cá phi vật lý nhất mà tôi cần chơi. Đầu tiên là chắc là tôi phải đi đâu đây ta? Ở đây cũng có đường đi. Đi bên này chứ đi bên kia là không có được rồi. Ok. Con cá nóc đi đây. Ui, từ từ. Sao chỗ này hẹp thế? Ôi giời ơi, hộp mực hộp màu. Vậy là đây có khả năng là đây là nhà của họa sĩ rồi mọi người. Tranh vẽ tùm lum hết nè. Đó. Ủa, tranh đẹp chứ, đúng là nhà họa sĩ có khả. Ui. Ok. Không. Tôi vẫn thắc mắc là tại sao nó lại thiết kế ra cái bình hộp cá như thế này. Mọi người giải thích cho tôi biết tại sao đi chứ giờ tôi cũng đau đầu lắm luôn á thề. Đấy, rồi. Ôi, ở đây có thức ăn của thú cưng à. Ui, nứt. Có nứt không vậy? Không nứt. Hên quá. Chứ nó mà nứt một phát một. Đây là con mèo hay con chó ta? Này là con mèo hay con chó nha. Nhưng mà có con gì thì chắc cũng không sao đâu. Tại vì tôi đang ở trong cái bình như thế này thì nó... Ủa, vậy là lưu chất bon rồi hả? Ok, cũng được. Tôi ở trong cái bình thì chắc là nó không làm gì được tôi đâu. Ủa? Ê, giờ sao ra? Ở đây nó có cái đường nào đi ra không ta? Đẩy cửa được. Trời ơi, mẹ ơi, nó đẩy cửa được kìa. Mọi người coi kìa. Tôi phình ra nè mọi người. Thấy cưng không? Ủa, đi vô trong này chi rồi rốt cuộc tôi ra không được trời. Quá đáng thiệt chứ. Lên. Rồi, không lên được rồi mọi người ơi. Ok, chắc lấy đà lên luôn nè. Đó, lấy đà lên. Lên đi. Đúng rồi, để tránh trường hợp đi ra đi lại nhiều lần. Ấy, mới đụng cái cửa cái thôi mà cửa nó đã mở rồi. Sướng dễ sợ luôn. Ồ, hiện tại là tôi đang ở trong một cái farm. Đúng không? Đây là cái farm đúng không? Farm ở trên núi. Trời ơi, bây giờ ở ngoài. Bây giờ trên núi tôi mới sợ nè. Trên núi thì thường nó rất là ít hồ. Rồi, xong rồi. Đấy, bắt đầu tôi thấy cái chỗ này nó hơi quái quái rồi nè. Làng hơi đuối rồi nè. Ở dưới đó có hồ cá. Rồi, xong bấm phím spam cho nó lăn. Ê, hay đấy, ngon. Con này hay đấy, ability của nó cũng ổn đấy. Đấy, phải như thế. Rồi, bây giờ mình sẽ đi đâu kiếm đây ta? Thì chắc chắn là đi qua đây. Đây, cái chỗ lưu chết bô của nó nè. Mọi người thấy không? Ở đây suối cực kỳ đẹp luôn. Tôi không biết ở đâu mà suối đồ, nói chung là suối rồi hồ cá gì nó cũng đẹp hết. Mặc dù là rác nó vẫn có nha, nhưng mà cái gì nó cũng đẹp hết. Nó cũng trong veo. Sợ bảy liền. Về quan trọng là về cái độ mà gọi là chịu đựng ở trên không á, thì không biết con nào nó hơn con nào. Đấy. Có bông, có cái lá sen. Úi dồi ôi, từ từ. Đấy. Sao đây cây nó chết hết trơn vậy? Chắc là... Ủa, sao... Quên. Nếu như mà mình mà phòng ở dưới nước á, là mình sẽ không... Ủa, cái này bánh mì sao lấy ta? Lăn xuống. Rồi phòng lên. Không được. Không lấy được. Nước chảy nữa chứ. Phải nôi. Nước chảy không lấy được. Nước ở đây thấp quá. Thôi cô đi tiếp. Thôi lỡ rồi. Lấy thì lấy luôn đi chứ. Đi. Phải bơi xuống nè. Đó. Rồi. Bơi lên. Trời. Trời ơi trời. Gì chứ, muốn lấy là lấy thôi. Chỉ easy thôi mà. Đấy. Bây giờ là tôi sẽ đi qua bên này để. Ui. Ê. Trời ơi, cá rơi vậy mà không chết.
Hơi điêu đấy, chứ chẳng đùa đâu, hơi điêu đấy. Hỏi đi kiếp. À, ra là thế. Tôi không biết là cái đoạn đường này nó có dài hơn cái con cá vàng hay không, cái khoảng thời gian chơi á. Chứ còn quãng đường thì tôi thấy là có vẻ như là nó xa hơn cái con cá vàng đi đâu ấy. Ủa, hai đường mình đi đường nào cũng được phải không? Ừ đúng rồi, hai đường mình đi đường nào chả được. Rồi, ok. À, có nghĩa là khi mà mọi người biến phòng lên như thế này nè, đó là mình sẽ không bơi được. Đấy, mình phải trả về trạng thái bình thường thì mình mới được quyền bơi. Ôi giời ơi, đấy. Ngon ngay. Cái này là cá, này là cá này là nó phải nói là nó biến thành con gì rồi chứ không phải con cá nữa. Chứ bình thường cá mà rớt kiểu đó là nó rất dễ bị dập bóng cá. Mà mọi người thử nghĩ coi, cá mà bị dập bóng cá thì làm sao mà bơi được. Đấy. Dập bóng cá là không thể nào bơi được đâu. Con cá mà bị dập bóng cá là coi như nó bơi ngửa mọi người. Nó bơi ngửa, tại vì nó không còn cái bóng cá để mà giống như cái bóng cá là giống như là cái vận động cái động cái phần nào đó trong trong cầu ngầm á. Có nghĩa là nó bơm nước vô thì nói chung là nó giúp định hình con cá rồi bơi lên xuống dạng vậy. À, đây cái chỗ Lucid Ball đây. Ui dồi ôi, rùi bu. Ủa đây con rùi đúng không? Này rùi đúng không? Không thấy. Có vẻ như chỗ này hơi căng nè. Ủa sao cái gì vậy? Ờ, qua đây, qua bên nào. Ủa, qua bên này cũng được đúng không? Ừ đúng rồi. Ủa, đi xa kiểu này là chết đấy chứ chẳng đùa đâu. Ok. Chết rồi, tôi đi xa quá rồi. Em đi xa quá. Không biết có xuống kịp không nữa, trời ơi. Không kịp rồi. Thôi bỏ đi, làm lại cửa đầu đi. Chúng ta làm lại cửa đầu đi, ok, làm lại cửa đầu nè. Đó. Xuống. Yeah. Trời ơi. Nói chung là mình chạy là mình cũng phải cẩn thận. Đó rồi, ok. Wow. Về đấy. Rồi bây giờ chỗ này là quan trọng là tôi phải đi qua nó bằng đó. Đúng rồi. Tôi vẫn chưa biết cách là phải mình điều khiển ở trên này như thế nào. Nhưng mà có vẻ như là tới bây giờ là đang khá ổn nè. Con cá này là con cá nóc, nó có khả năng nó phình lên, nó thu lại. Ấy, mém chết. Cái cậu ngựa. Nó chưa có xuống nước mà ăn cái giảm cho nó xẹp xuống chi rồi không biết nữa, khổ thật. Rồi. À. Rồi lại gặp thêm cái tháng nữa hả trời. Đừng nói. Wow. Tôi ở trên rừng trên rú mọi người ơi. Ôi, 5 sao luôn. Ngon. Trời ơi. Continue liền. Ôi, 5 sao là được rồi. Tôi mới đi cái đây nè mọi người. Vậy đó, chắc bây giờ tôi sẽ đi xuống đây. Rồi tôi đi vòng xuống đây. Vậy là cũng cùng lắm là 3 level chứ nhiều đúng không? Đây xuống đây là ok rồi. Continue. Hey. Nói chung là đi khoảng 3-4 lần là ra được cái sông. Là ra xong là gặp được bạn cá vàng đang đứng đợi mình. Wow. Giờ giống như cái chỗ này là tôi đang ở đầm lầy hay sao ấy. Ok. Nói chung là bây giờ mình phải di chuyển qua giữa các cái vũng nước. Mà muốn di chuyển nó thì khi mà lên bờ là chắc là phải khi lên bờ là phải phòng nó lên thì mới đi được. Chơi con này riết chóng mặt luôn. Gì chứ? Đấy, tôi thấy con này là nó chóng mặt nhất luôn á. Nó cứ xoay chóng mặt chết được. Ôi, ok. Xuống nhanh. Ui giời ơi. Easy. Đơn giản. Ủa, cái này là cái gì? Cái gai hả? Ôi, thật chết tôi rồi. Cái gai là thấy không ổn rồi. Thấy cây gai là thấy không ổn rồi. Chà, căng dữ ta, cây gai mình đi bên này luôn được không? Không lên được, vậy là đi bên kia. Khoan, cái chỗ này nó có nhạc không ta? Tại sao tự nhiên hồi nãy tôi vẫn nghe cái nhạc nha? Rõ ràng là nghe cái nhạc. Giảm cái nhạc đi. Ok, giảm cái nhạc đi cho nó gọi là đỡ được một chút. Chứ để cái nhạc tôi cũng sợ đấy. Đó, phải né khu này ra nè. Đấy, chứ chích vô. Bong bóng, mọi người thử nghĩ bong bóng mà đụng gai thì chỉ có banh chành nữa chứ không có gì hết đó. Rồi, đi tiếp luôn. Ui giời. Quá đơn giản. À, rồi, tiếp bên này luôn. Đó, thấy rồi đó, thấy cái chỗ lưu chip bone rồi đó. Đó, phía trước mặt có cái vỏ sò. Chạy cái đó là mình sẽ được lưu chip bone tiếp theo. Đấy, nói chung là mình có thể vượt qua mấy cái gai này dễ dàng không bị gì hết.
Ui 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 ui. Trời ơi, nó chưa bước không qua thiệt luôn á. Nhiều khi gáy to quá cái nó bước không qua nhục mặt lắm thiệt. Đó, 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 nhanh lên, 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 nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, trời cối sầm chắc chết luôn quá. Rồi, ngon lành. Tiếp luôn. Ui giời. Đấy, thấy được cái một cục, thấy một chỗ checkpoint tiếp theo. La 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 la. Mém nữa đụng vô chổng á. Hú hồn chi mén thiệt á chứ. Ôi trời ơi. Đấy. Ở đây thác nước hơi bị nhiều đấy, tại vì đang ở trên núi mà, thác nước hơi bị nhiều. Ui, né 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 né, né liền, né liền, né liền, né liền, né liền, né liền đổi. Ôi. Tính ra là con này nó cũng không có khó khăn như con kia nha mọi người. Cái con kia nó leo núi nó mới khó khăn đó chứ. Con này sao leo lên? Rồi sao leo bạn? Ơ kìa. Con này sao leo? À, thử ra, thử, thử, thử nha, thử, 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 thử. Ui trời ơi, lên, lên. Come on, nhanh nào, sắp chết bây giờ. Nó mà chờ có thui đen sầm lên lại là xét cái mà đình. Hay, hên, 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 hên. Lên. Không lên được. Khó thiệt chứ. Giờ không biết lên bằng cách gì đây. Ui xoài. Đầy quá lên được rồi. Né 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 né. Yeah. Đầy quá. À, tôi không biết là khi mà quân phòng này hoài thì nó có bị chết không nữa. Nhưng mà thôi, bây giờ lo chạy về với bạn đi chứ. Làm dăm ba cái trò mèo chi cho khổ, không biết là mất thời gian chứ được cái gì đâu. Giờ nhiệm vụ chính của tôi là đi quay về gặp bạn mà. Hả? Hay ha, con cá, trong đây con cá nó biết định hướng hả mọi người. Ủa, ủa, ủa. Ủa, tự hút vô luôn mọi người. Làm cái gì đó? Nó tự hút vô luôn. Tôi không tin là ở đây đâu ra nó có nguyên cái đường ống cống như thế này luôn ấy. Thề. Wow. Đẹp quá. Ôi dồi ôi, chỗ này lý tưởng đấy. Rồi đi đâu? Mình đi đâu được ta? Mình đi qua bên đây đúng không? Ủa không phải. À rồi, hiểu 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 hiểu. Cắm đầu xuống dưới đất nè. Xui ôi, nó không có lên mọi người ơi, nó không có lên, nó không có lên, nó không có lên. Xuống lại nè, xuống lại, xuống lại, xuống lại, xuống lại. À, nó có chỗ này, nó có chỗ chủng nè, mình nghĩ là nó... Đó, à, đây, đúng rồi. Bấm phím space nè. Ôi giời. Đấy, lên ngay. Ngon. Gì vậy trời, không lẽ làm một lần thôi, làm chi làm nhiều lần chứ trời. Thiệt luôn á. Làm lần thôi chứ làm gì mà làm nhiều dữ vậy. Đúng chưa, vừa đủ chỗ chưa, vừa đủ rồi. Xoay, 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 xoay. Đó, lạng qua liền nè. Cái chỗ này phải lạng qua liền nè, chứ không lạng qua liền là xác định luôn nè. Đó, cõi thua rồi, trời có thua rồi, trời có thua rồi, trời có thua rồi. Mém chết mọi người, mém chết chứ chẳng đùa đâu. Thiệt, mém chết á. Cái cú hồi nãy là mém chết á. Đúng ý, đúng chưa, đúng chỗ chưa. Rồi, lên. Xà quá. Xà quá, xà quá, xà quá, xà quá, xà quá. Lại nè. Đó, lên. Ui giời. Nhanh 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 nhanh. Ui giời, gì cầm này chết chứ chẳng đùa đâu. Đấy. Ok, đi tiếp thôi. À, cứ cách vài vũng là nó sẽ có một cái chỗ checkpoint cũng đỡ ha. Đỡ phải đi lại nhiều lần. Cái game này khó vậy mà bạn nào mà chơi mà không lưu checkpoint thì tôi nghĩ là phải đẳng cấp lắm á, siêu kinh khủng lắm á. Phải nói là level master luôn á. Rồi, suốt. Nhanh nào, sắp chết rồi. Trời ơi, mến chết mọi người ơi, cưỡng chết thiệt chứ. Ủa, chết hả, sao sầm lông nách vậy. Trời đất ơi. Hồi nãy có chết đâu. Tiếc tên đó chứ. Rồi nhanh luôn nè. Chạy nhanh luôn, 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 chạy nhanh luôn. Come on, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ý. Xuống như đó là bị chết xì bể bụng rồi.
lên. Ok rồi, let's go, nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Hồi nãy là chỉ còn chút xíu thời gian đó là mình sẽ được, nên là mình phải chạy nhanh, nhanh lên 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 kịp không? Kịp kịp kịp. Yeah, kịp đúng rồi. Nó không quay lại là được. Nó không quay lại là tôi vui rồi, chứ nó quay lại là tôi sợ lắm. Yeah, ok, lưu chip ball rồi. Rồi, đi tiếp thôi. Ơi, đừng nói là nhảy cao lên trên cái khu đó nha. Lại nhảy cao lên trời đó mọi người ơi. Nè, cái chỗ lưu chip ball của nó ngay đây nè. Sợi. Hả? Đâu ra cái, đi đâu ra cái cục đó vô duyên vậy? Tôi sợ nhất là cái chai đi luôn á, thầy. Trong cái chai này phòng được không? À, phòng được, phòng được, phòng được, phòng được. Ok, đi thôi. Phải chui qua dưới cái bàn này nữa hả? Khó dữ vậy trời. Ui, cái gì vậy? Có tiếng chim hả? Sao có tiếng con chim gì vậy? Hải âu hả? Đúng không? Cái này con hải âu đúng không? Ui, con chim kìa, con chim, con chim, con chim, con chim, con chim, con chim. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Ui. Núp 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 núp. Đừng cho con chim thấy, đừng cho chim thấy, đừng cho chim thấy. Con chim nó mà thấy là nguy hiểm lắm mọi người ơi. Con chim nó mà thấy là cực kỳ nguy hiểm luôn. Không nên cho chim thấy. Ui 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 ui, cứ 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 núp vô, núp vô, núp vô, núp vô. Ok, ok. Ui giời ơi, sao nhiều chim vậy? Chim đâu mà lắm thế? Tiếp đi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên. Ok, ơi. Cái gì vậy? Sao chim nó thấy tôi hay vậy? Ôi mẹ ơi, đi đứng ngay trước mặt chim luôn mới ghê chứ. Không ổn rồi, chắc phải né qua bên này thôi. Nè, nè, nè. À, bê, bê, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi anh chim, xin lỗi anh chim. Em không có cố ý gì đâu. Rồi bây giờ đi, đi đâu qua đây? Đi qua đây đúng không? Ừ, ok. Ui, 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 chim, 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 chim. Ủa, bây giờ con phải đi hướng nào? À, đi qua bên kia hả? Sao qua? À, đi xuống như này, ok, đi xuống như này. Rồi, nhanh, 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 nhanh. Ý, từ từ. Hai vạch rồi, hai vạch rồi. Lên ba vạch. À, lên ba vạch là xác định đấy. À, ok, 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 ok. Nó im rồi, nó im ru rồi, nó im ru rồi. Trời ơi, đi vậy cũng đụng với cái này cho bằng đường nó thích tinh đó chứ. Nhanh nào. Tôi không có muốn bị con chim nó ăn thịt đâu. Sao lại có chim ở đây? Ờ mà cơ bản chim nó ăn tụi cũng được, cũng đâu có được đâu. Cậy con này là con cánh nóc mà, có độc mà. Làm sao chim nó ăn được? Đúng không? Sao chim nó ăn được? Nó ăn nó chết sao? Sao cái này khó điều khiển chứ trời, thiệt luôn á. Chui vô cái cục, chui vô cái nào không chui, chui vô cái thùng này, thiệt tình. Đi qua kia coi chừng gặp chim nữa nha. Oh. Ui, dừng. Ok, ở đây có chim hả? Ở đây chim đâu ra lắm thế? Ở đây chim đâu ra lắm thế? Ui, hai vạch rồi. Cẩn thận, đi chậm thôi. Chậm thiệt là chậm luôn. Ủa đi hướng nào qua kia? À mở cửa ra được hả? Ôi mẹ ơi, hai con. Nó không chơi một con nữa mà nó chơi hai con, nó chơi double luôn, thiệt tình đó chứ. Ui, hai vạch rồi. Ok. À, bây giờ cô phải đi xuống dưới cái hầm này, ở lộn, dưới cái bàn. Đi chậm thôi, chậm thôi. Chậm thôi, chậm thôi. Sợ chứ mọi người, sợ lắm luôn á. Khúc này mà chết một phát là đi lại sướng luôn á. Đi chậm thôi. Bởi vậy tôi nói cái gì dục ốc là bốc dục ấy. Ok. Trời ơi. Ngon ngay. Ê, 30 chưa phải là kết bạn ơi, 30 chưa phải là kết cá ơi. Vẫn có khả năng chết như thường đấy, chứ chẳng đùa đâu. Cẩn thận đi. Trốn đã rồi tính tiếp. Yeah. Ok. Hả? Sao lại chui vô cái thùng rác đầy nước vậy?
nó lại hư cấu nữa rồi mọi người ơi. Con cá nó khỏe tới mức mà nó đẩy được cái thùng rác, cái thùng rác đầy nước kìa, con người đẩy còn không được nữa mà, thiệt. Con người không thể nào đẩy được như vậy đâu. Ê, lại game nó phi logic, nó phi vật lý như thế. Ba chết 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 chết. Úi. Ok, vậy là phải chạy cẩn thận lại chứ không là chết rồi mọi người. Vậy là mình phải đi lững lững thôi chứ mình đi nhanh quá, mình mà đi. Ui giời. Ok, đấy, tôi sẽ đi lững lững thôi. Đó, tôi đi lững lững ở khuế này nè, để tránh nó bị rớt á, để tránh nó bị nó xuống dốc, nó sắp sao hồi nó dằn tôi ra ngoài luôn. Đó, 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 đó. Hay thế. Ok, họ đi tiếp. Ủa? Ủa? Đi bằng kiểu gì? Đẩy được không? À đẩy được, đẩy được, đẩy được. Hú hồn của tưởng đâu là không đẩy được chứ. Cố lên, cố lên. À. À, chỗ này có lưu chất bồn. À, được đấy. Ở đây có lưu chất bồn. Giờ cô chỉ cần chạy qua phía bên này là được rồi. Ê, ngon ngay. Xuống đi, từ từ. Cố lên. Yeah. Ê, xuống. Từ từ. Chuyện đâu còn có đó bạn ơi. Từ từ. Chỗ này là mình xuống được chưa? Chỗ này mình xuống được chưa? Chỗ này mình xuống được rồi đúng không? Hãy xuống luôn nha. Ok, yeah, xuống, nước. Nước ở đây đúng không? Ủa, nước ở đâu? À, qua bên này hả? À, sorry, qua bên này. Chứ không phải là bên kia. Ui, lộn. Đây, xuống như này mới đúng. Ây. Đấy. Hả? Con chim nữa hả? Sao đâu ra lắm chim vậy? Mấy ơi. Nức rồi. Mới đó có chút xíu đó. Đó, con quỷ chim đó đó. Con quỷ chim đó mọi người. Mới đó có chút xíu đó thôi mà nó đã nứt rồi. Thiệt luôn á chứ. Ui, đi chậm thôi. Ở dưới cũng có chim nữa kìa. Ở dưới cũng có chim nữa. Sợ thật sự. Chậm thôi. Ăn cái này đã rồi, kính kiếp. À, gỗ này gỗ mục nè mọi người. Gỗ này gỗ mục, không nên đi. Ha. Ý, dừng lại, dừng, đứng yên, nguy hiểm quá. Nguy hiểm thiệt á chứ. Hai vạch rồi, đứng yên. Đứng yên. Con chim ở đâu mà nó thấy con hoài vậy? Ôi trời má ơi, sao đâu ra mà lắm chim thế? Nhà cái quê gì mà chim mà lắm thế nhờ? Chậm thôi. Mình qua được. Mình không gì có phải... Đấy! Có lưu chết bồn là ngon rồi. Ok. Đi qua luôn bạn ơi, Không sao hết, cứ đi chậm thôi. Bình tĩnh mà qua, không có gì phải xoắn hết cái đít lên. Ui, dừng. Sao gỗ mục ở đây nhiều dữ vậy ta? Ui, y ba sa ba vạch. Ok. Xuống rồi. Qua luôn. Cố lên. À. Yeah. Ui. Con quỷ đó nó thấy mình á. Con quỷ đó với con quỷ ở đây nè. Đó, hai con. Bum bum. Rồi, hết rồi mọi người. Hết rồi. Đấy, phải như thế. Ui giời. Đấy, quá đơn giản. Đấy, lưu chết bồn ngay.
Rồi, khúc này bây giờ tôi đi đâu nữa ta? À, bên kia có cái gì á? Nhưng mà mình phải đi đâu qua bến? Chắc là đi qua bên này. Gỗ này gỗ một đúng không? Ui, ui. Vậy cũng rớt nữa, thiệt tình á. Cẩn thận lại mới được, cẩn thận lại mới được. Đó, ở đây có chim. Nhưng mà chắc trong đây có thui, nó không có thấy tôi. Ở đây có thui, chim không có thấy tôi. À, chim bất lực ngay. Đi qua này luôn. Vậy là phải đi qua cái hư... Ê, bên này gỗ một, bên này gỗ một, bên này gỗ một, bên này gỗ một. Đi qua bên kia, đi qua bên kia. Đi gỗ một là chỉ có nước là xác định chứ không có làm được cái gì hết trơn. Đó, đi qua bên này mới đúng nè. Ok. Đó, mọi người thấy chưa? Thấy cái khu này là thấy hư cấu rồi, có miếng gỗ. Rồi, thấy chỗ Lucifer rồi. Xuống luôn. Không có gì phải sóng hết cái đít lên. Mấy cái này easy thôi mà. Tôi biết là sau khi cái vụ này là tôi chừng nào tôi mới thoát được nè. Ai, ngon. Chết tôi rồi, chết tôi rồi. Cái quê gì vậy? Ủa quên lộn. Yeah. Ok, chạy nhanh lên, cô không có muốn chết đâu. Nước đâu? Nước nôi đâu? Ui, hên thế kịp thời luôn ấy. Trời ơi, là trời, coi như có bấm phim R chi trời ngựa thì có chứ. Trời ơi, tự nhiên đi bấm phím R bị khùng rồi. Khùng thiệt rồi. Chơi nhiều quá lú luôn, khùng luôn. Ủa? Ê, đừng đi lại nha. Đừng có đi lại nha. Ồ, đi lại nguy hiểm lắm nha. Thiệt á. À, bây giờ đi sao ta? Đi xuống dưới này đúng không? Để lấy đà phóng lên nè. Không lên được. Không lên được. Chắc chỗ này thì được nè. Đó, lấy đà bay lên. Phù. Không lên được luôn. Ok. Thế này là thế nào? Rồi sao lên bạn? Rồi, xuống. Bơi, lại. Lên. Nó không lên được. Không lên được. Sao ta? Không được luôn. Sao ta? Hơi. À, trời ơi. Có nghĩa là con cá nó phải bơi lên trên bờ rồi thì nó mới được thì mới bấm space cho nó phòng lên. Đấy. Chứ nó chưa lên bờ mà phòng lên thì cũng không được cái gì đâu. Đấy, như thế này nè. Ôi, biết rồi. Ui. Mém chết. Khó thiệt chứ, mém chết thiệt. Lên luôn. Yeah. Thôi rồi. Chết chưa? Cái... Ok, không sao. Mà cũng không lên đường nữa. Tại vì có thế đâu mà lên. Thôi chấp nhận bỏ thôi chứ biết sao giờ. Rồi, lại chui giống cống nữa rồi mọi người. Đấy. Ôi, nãy giờ là tôi chưa biết là tôi bơi cái đâu luôn á. Nãy giờ chưa hoàn thành xong cái level 2 luôn. Mọi người thấy nó lâu khủng khiếp không? Ủa, xong cái level 2 chưa ta? Không để ý lắm nha. Nhưng mà nãy giờ đi nãy giờ là chưa xuống núi luôn mà. Kinh gì đó, đi nãy giờ chưa xuống núi. Quá khủng khiếp. Rồi, tới cái thác cao cao này là chắc là thấy xuống rồi nè. Xuống chưa? Xuống giùm em cái luôn. Ô, có xe mọi người ơi, có xe. Ngon đấy. Và thấy có người luôn, có người và có xe luôn. Theo cái cốt truyện tôi đoán, có thể đoán tiếp theo là tôi sẽ bị bắt. Tôi sẽ bị bắt và tôi sẽ dẫn về lại cái khu dân cư. Không. Cứ thấy có người và có xe là như thế rồi, không thể nào mà khác biệt được. Rồi đi tiếp. Cứ cỡ đâu rồi hay cái đó, cái đâu rồi mình sẽ xử lý cái đó. Cái cá này, cá IQ 200 mà mọi người. Bây giờ là cá này cá nói chung là cũng hơi bất tử ấy, tại vì té hay là gì cũng không bao giờ chết. Chỉ khi nào mà lên bờ nó mới chết thôi. Xuống đây gặp bạn cá rồi nè. Ngon. À. Ý, ông này ổng đang câu cá đúng không? Ông đang câu cá đây nè, cái mồi câu cá của ổng đây nè. Hả? Rồi làm gì? Hay là mình phải để cho ổng kéo vô ta? Đúng không?
Ow. Thả tôi ra! Thả tôi ra! No, wait. This line doesn't break. Nó hy vọng là cái dây này nó không có bị đứt rồi, đứt thiệt. Không, tính ra là cùi khỏe chứ, con cá cùi khỏe vãi luôn á chứ. Chui vô cái xô đúng không? Thì thôi, anh, em tự chui vô nha. Anh khỏi cần bắt em đâu, em tự chui vô. Lên. Không bắt tôi luôn mà. Vậy là tôi phải cho nó bắt rồi. Cỡ gì tôi cũng phải cho nó bắt thôi. Tôi đoán đâu có sai đâu. Thiệt. Cỡ gì cũng phải cho nó bắt thôi chứ nó không bắt là không được đâu. Đấy. Thôi, anh bắt em đi. Anh muốn làm gì anh làm, anh bắt em đi. Nè, bắt đi. Yeah. Hiến dân đời em cho anh luôn á. Đó, rồi bắt đi. Phải dùng qua dùng lại. À, cái dây mà nó tới màu đỏ là nó sẽ bị đứt. À. Dây nè, dây là coi dây vàng nè, đó. Dây đỏ nè, đó, không nó gần đỏ cái dây đỏ nè. Đó, dây đỏ đó, không dây đỏ là nó sẽ đứt. Sắp bắt được rồi. Too easy. I want a fish who puts up more of a fight. Mày bị điên à, mày muốn con cá nó biết đánh hả? Mày đơn giản, mày khó khăn vừa phải thôi chứ. Chắc tao qua nhanh đi chứ, thiệt luôn á chứ. Con nghĩ là mình phải tấn công nó, mình phải làm nó mệt mỏi. Ok, mày muốn con cá fighting đúng không? Rồi, con fight cho mày lựa coi luôn nè. Bước vô đây mày, bước vô. Đó. Ôi giời. Đó, vậy đỏ nè, đó, tôi thả ra chút nè, đó. Tôi phải gồng nè, đó. Tại vì nó thích con cá mà thích đánh nhau. Con cá này mà nó hung, nó hăng á. Đó, thì nó mới thích. Chứ còn con cá mà dễ bắt quá nó không chịu. Đúng thiệt luôn á chứ. Đó, tôi phải làm như thế này thì nó mới chịu bắt tôi nè. Nó coi thấy có cức không chứ. Ngon mày á, mày bắt cái đi, ừ, cái đi. Đó, cái đi, ừ, mày mà bỏ con nữa thôi chứ. Phải như thế. Ôi giời, 4 sao. Kinh đấy, 4 sao. Trời ơi mọi người ơi, đúng thiệt nó không vô cái hồ này mà đi về thẳng về lại cái khu vô khu này nè. Con có cất không chứ? Rồi, tiếp tục luôn. Quán ba. Ơ phải, ê, quán ba thì phải có nhạc chứ đúng không? Chờ lên một chút xíu nhạc đi nha. Đúng rồi. Cô có nghe miếng nhạc nè. Mà nhỏ quá. Thôi cho nó bự lên một chút xíu thôi đi. Sao mấy đi. Đây, ở đây có cái lồng. Đó, có nhạc rồi đó mọi người, có nhạc rồi đó. Đó. Rồi, mình phải làm gì ở khu vực này? Ở đây có người nè. Ôi, thanh niên kia là ở đây có cái chậu nước của ông của cái ông gì đó. Đúng rồi. Woo, ok. Nhanh nào. Lại bắt công ông khóc nữa. Yeah. Rồi chạy luôn. chạy. Anh ơi, cho em đi qua. Anh nhảy cái anh đạp chúng em nữa, bắt công lắm. Khổ. Yeah. Ok. Ơi, ông kia ông không để ý gì luôn mọi người. Ông không biết là cái chậu nước của ông bị... À! Cái gì xăm lông nách vậy? Quên, cái này phải bơi xuống dưới. Đấy, phải bơi xuống dưới chứ không là chết liền. Bị hất ra ngoài liền. Đấy, thấy chưa? Đó, mọi người thấy cực khổ rồi vậy xong. Đổ nước luôn, nó mới cay. Khổ mày. Ý, từ thôi, từ. Còn nước là còn tát. Xuống dưới. Ok. Trời ơi. Muôn quốc luôn. Trời ơi. Nhảy đẹp đấy. Điệu nhảy của Michael Jackson. À, bây giờ tôi sẽ đi qua bên này. À, đây. Ôi. Đã quá, tôi mà là con người là cô xuống đây cô nhảy rồi. Ôi trời ơi. Ôi giờ đi bên nào, đi hai bên nào cũng được phải không? Cái gì vậy trời, đi mà con thôi. Con quỷ độc ác. Mày không có kính người. Khoan mà bây giờ mình quan trọng là mình đi xuống hay mình đi qua bên kia. À, đi qua bên kia mới đúng nha, không phải đi xuống nha.
Đi xuống là không phải đâu, đi xuống là với cái hồ này mà đi xuống là xác định luôn á. Đấy, cái này là phải đi qua đây nè. Phải nhảy vô cái ly chút xíu vậy hả? Ơ kìa. Rồi, bơi xuống nè. Ủa, khoan. Rồi sao quá? Ủa rồi sao quá? Xuống nè. Xuống nè. Bỏng lên. Ủa, không được. Yeah. Hay quá. Cái gì? Lại phi logic nữa rồi. Cái gì vậy trời? Ý, từ từ. Không, không nên, không nên. Cái này mình nên đi xuống dưới đấy. Con cá này nó vẫn khỏe mọi người. Nó khỏe vãi nồi luôn ấy. Nó vẫn... Mọi người coi nè. Cái ly nó không có cái gì hết mà nó vẫn đẩy được nè, coi hư cấu không chứ. À, con cá này nó đẩy được, nhưng mà nó đẩy với điều kiện là nó phải ở phía trên ly. Còn nó mà ở phía dưới ly là không có được. Ui dồi, ui dồi, ui dồi, ui dồi, không kìa rồi, không kìa rồi, không kìa rồi. Xuống. Ê, ngon ngay. Rồi, bây giờ mình sẽ đi đâu tiếp đây? À, mình sẽ đi qua bên kia. Đi qua bên kia đúng không? Rồi, xuống thôi. Nãy giờ kinh nghiệm cho con này thì cũng nhiều rồi nên là đấy, cũng phải biết cách để xử lý chứ. Hừ, chết tôi rồi, giờ sao quá? Qua bằng kiểu gì? Thôi chết rồi. Hừ, ok. Ui trời ơi, à, cái cục màu hồng đó là nó giúp mình đi lên hàng chiếc của... Tôi cứ đinh ninh là hai cái cục này là hai cái cục gì. Tức là cái cục màu hồng này nè, đó là nó sẽ bùm, nó giúp mình mà bật cao nhảy, nó nói chung là xuống đó là nó sẽ bật mình đi qua chỗ khác. Đấy. Ok, tiếp luôn. Ui, không lên được. Xuống nè. Lên. Nice. Kỳ vậy ta, sao không được ta? Ở kia. Xuống nè. Lên. Ủa, sao vậy? Đáng lẽ là nó phải lên được chứ. Yeah, lên được rồi. À, phải có một chút xíu mẹo nữa thì nó mới lên được. Rồi. À, mọi người thấy cái bình nhỏ nhỏ đó không? À, bây giờ tôi phải nhảy vô trong đó đó. À, hơi bị khó đấy. Lên. Ủa, không được. Sao ca? Ui, không được rồi. Bây giờ mình phải làm sao đó để mà mình có thể lên được trên đó ta. Lên. Không được rồi. Hay là mình sẽ đứng ở đây mình nhảy lên. Ừ. Không được. Nó không có đà mọi người, nó không có đà. Wow. Yeah. Yo. Yes. Good job. Rồi bây giờ con đi đâu tiếp? Có bể không? Tào lao vậy? Vậy xuống đây bể đúng không? Rồi, vậy thì cô xuống cái thảm này chắc không bể đâu. À, xuống cái thảm này thì không bể. Nhưng mà xuống cái sàn gỗ thì nó bể nha. Vậy là game này vẫn có một chút xíu gì đó gọi là logic. Tại vì nó nhảy xuống sàn gỗ là nó bể là cái chắc rồi. Đấy. Ủa bà khoan, bây giờ cô đi đâu? Cô đi vô trong phòng, cô đi đâu mới được chứ? Đi ra cửa này đúng không? Ủa sao kỳ vậy? Sao đi đụng cái này chi trời, khổ thì. Bỏ cái thứ đó đi. Mình đi những cái thứ mà mình cần quan tâm thôi. Thôi chết luôn rồi. Bây giờ cô đi đâu? Hay là đi vô cái van này nữa. Ôi, ăn chui van riết coi, ngộ nha. Trời ơi, chui van nữa mọi người ơi. Lại chui van. Khổ thật. Đấy. Ok, bây giờ nó dẫn cô đi đâu thì cô đi đó thôi. Giờ làm sao, miễn sao đưa con cá này về lại với bạn bè của nó là cô vui rồi. Đấy, là cô làm được một việc tốt rồi. Ôi, cái gì vậy? Hết hồn. Nó đâu ra phía trên này nữa vậy? Ôi, cho tôi đi cái coi, kẹt hoài vậy.
Rồi, cẩn thận nè. Vô. Ok. Hay không mọi người? Đi hồi sau đi lên bằng đường này mới ghê chứ. Ở dưới kia nó có luôn kìa. À, ở dưới kia nó có cái checkpoint, không phải checkpoint mà là cái gì á? Cái miếng bánh mì á. Đó. Đây, ở đây có cái bánh mì ở giữa nè. Ôi trời, sao ở đây nhạc bự dữ vậy coi. Phải giảm xuống lại chút xíu. Đấy, rồi, ok. Rồi, bây giờ là mình sẽ bay qua giữa này thì chắc không sao đâu nha. Ô! Không được. Không được, nó không cho. Nó không cho mình chơi kiểu đó. Nó khó vậy đó. Nó buộc mình phải đi qua bên này nè. Chứ là đi xuống dưới đó thì đúng là không đi được. Thiệt. Rồi, ok. Mà đi vậy thì chắc được đúng không? Có thanh niên nào mà xui xui đứng dưới bị hổ cá rớt xuống đầu ráng chịu nha. Cái này là không có bảo hành hay bảo trì hết nha. Đấy. Đang đi đi ba bị cá đè chết nó mới nhục mặt nè. Thôi bánh mì đó tôi bỏ đi, tôi không ăn nữa đâu. Bây giờ về với bạn bè là nó vẫn hơn. Về với bạn bè vẫn hơn nên là tôi không quan tâm gì tới cái bánh mì đó nữa đâu. Ở đây có chỗ rớt nè mọi người. Đó, thấy khốn nạn không? Đó, đi một phát một là rớt xuống dưới đó liền. Nguy hiểm lắm. Đây, chỗ này đây. Xuống. Úi giời. Ngon ngay. Ở đây vũ trường này đẹp đấy. À. Ui dồi ôi, nứt kính rồi. Không ổn chút nào luôn á mọi người. Đây. Tôi thấy nứt kính là thấy không ổn rồi. Ui dồi ôi, nứt kính rồi. Phải làm sao cho nó để nó đừng hết nứt kính đi ta. Bây giờ nó mà rớt mạnh một phát một nữa là nó bể thiệt luôn á. Thầy. Yeah. Ok. À, dưới kia mọi người, dưới kia. À, nhưng mà How cứu xuống. Xuống dưới đó bằng cách nào? How? Trời ơi, bậy bạ cái dùng bấm phím R chi trời, còn lao ghê luôn á thầy. Rồi, nhanh. Cái con đi. Thôi chạy ra đây, chạy nhanh, lùi chết bọn. Yeah. Con lưu chết bọn là được rồi. Reborn liền. Thôi kệ nó đi, có lưu chết bọn là coi vui rồi. Ổ tiền chứ. Trời ơi, khó khăn quá. Tôi không biết phải đi như thế nào. Gì vậy trời, sao nhảy suffering ở đây nữa. Ở đây còn mọi người rất thích nhảy suffering nha. Ô thôi, đừng nhảy nữa anh ơi. Ủa, đi đường nào? Đâu phải đường này đâu đúng không? Không phải đường này rồi. Thôi đi đường bên kia. Lộn đường rồi. Ô thôi anh ơi, đừng. Bạn cá vô cội. Bạn cá không có cội. Chị ơi, bạn cá. Cái thứ gì á, thứ âm minh đồ đinh thắt bính nó ác tới mức đó luôn á mọi người. Nó đạp chết cá luôn. Trời đất ơi, con nó đá kìa, mọi người có thấy ghét không chứ? Trời ơi, hả, được lên sàn nhảy luôn, ngon. Được lên sàn nhảy luôn nè mọi người. Đấy, phải cẩn thận nha. Đó, nó mà đá một phát một là mình bay vô trong kia là mệt lắm á. Đấy, đúng rồi. Qua được rồi, cố lên. Ui, cái gì vậy? Thôi, cứ từ anh ơi, xin lỗi. Yeah. Thôi đừng có đạp tôi nữa mà. Cái gì chạy đi vòng ở đây nữa. Ok, ở đây có lưu checkpoint. Nhanh. Chị cứ bấm R chi trời, khùng điên thiệt chứ. Cố lên. Nhanh nào, kịp. Yeah. Phải như thế. Khó quá mọi người ơi, khó quá. Rồi bây giờ tôi đi tiếp đâu? Đi vô toilet hả? We're in the queue for the toilet, mate. Sod off. Ơi, cái gì vậy? Cái nạn đi. Ơ kìa. Great. Tôi đang ở trong ruột. Ôi, tôi đang ở trong ruột của ông này. Trên đâu cái gì vậy?
giờ phải đi qua đâu? Đi đâu? Bây giờ toilet đúng không? Toilet! Toilet! Đi ra anh bạn trẻ ơi! Đi ra anh bạn trẻ! Thôi chết rồi, đường này nó không cho ổng đi rồi, mọi người coi cứ nè! Toilet! Cái đàn ở trong ruột, đi ăn đàn ở trong ruột người, bí bí bí, ôi, điều khiển được ổng đi luôn á! Ai đang? Mọi người ơi, cho ông già đi qua đi, ông già này đang có cá trong người! Chết rồi, ổng ói rồi, cái này là ổng ói nè. Không ói rồi. Âm thanh này là âm thanh là muốn gặp chị Huệ rồi nè. Trời ơi, người ta muốn đi gặp chị Huệ, mấy anh ơi, né đường, chị Huệ. Quay 180 độ. Bên này ông ơi, bên này. Có lẽ, biết rồi. Mọi người ơi, ở đây sẽ có một người sắp gặp chị Huệ, Ui. Nước cục, ổng nước cục. Excuse me, cho con qua đi. Anh ơi! Bố khỉ! Nhanh lên! Lão già, nhanh lên lão già, chết tôi bây giờ. Ủa sao gặp ông này, hóa ra ông này quen quá ta. Ông này là cái ông Nam, bên này. Nhanh, sắp ra cái họng rồi. Toilet đâu? Nhanh! Sắp ra cái họng rồi. Nhanh! Bên nào cũng được đúng không? Nhanh! Đi vô đi. Holy shit. Trời đất ơi. Làm ăn gì được nữa? Rồi. Quay lại là nó nói chung là bị một lần thôi, lần thứ hai nó sẽ nhanh hơn. Ở đây có người, không vô không được. Ở đây. Vô được, nhanh. Ôi, ế đi. Finally. Đúng rồi. Cuối cùng cũng gặp được Huệ rồi. Mừng quá đi, gặp được Huệ chứ. Trời ơi, vô đây chổng thúi quá. Mà không hiểu sao con cá sống được trong ruột người nha. Cái giống đó là axit không à. Bao tử là axit không à. Cái gì vậy? Ok. Rồi sắp hát chưa trời. Tôi chưa thấy cái map nào mà nó dài như cái map này luôn á. Yeah. À rồi ok. Vậy là phóng lên trên kia đúng không? Lên. Rồi. Phải như thế. Cái gì vậy? Con nước, ngọt. Úi xôi. Ây, sao? Điêu luyện. Hết điêu luyện. lâu được lần. À, bài. Hàm hố, chị không biết nữa, khổ đi. Cái gì vậy? Ok, nước, cho em nước anh ơi. Ok. Yeah. Ba sao. Khó khăn đôi đường, thật sự. Con này nó dài quá mọi người ơi. Tôi không biết là hai con cá chim với cá piranha, bị cá răng nanh nó có... Ơ, gặp rồi nè. Ở kia. Bật nhạc lên. Ui, gặp được bạn bè rồi. Ngon. Đang buồn nè, đuối sức rồi. Hai đứa gặp nhau, gặp nhau rồi. Ôi. Hạnh phúc chứ mọi người, đúng không? Rất là hạnh phúc luôn á, còn như đang chơi với nhau gần như bị cắt ra, sau đó là gặp lại nhau thì rất là vui. Yeah. Ôi ôi. Bây giờ còn nó hai đứa này cảm thấy còn thiếu hai đứa nữa. Đấy. Bây giờ là phải không biết cách nào để mà tìm được hai đứa đó. Cái gì đây? À, thằng này nó nhảy cao hơn. À, hiểu rồi. Có nghĩa là hai cái đứa kia là nó ở đâu, ở đâu đó ở trên, hình như là ở đâu đó rất là cao. Không phải, có khả năng là không phải là cao lắm, nhưng mà ở đây nè thì nó sẽ bị dưới mấy cái cần cây như thế này, thì nó sẽ không thấy được là hai đứa này nó ở đây, để mà nó không thấy con cá vàng nhảy ở cái mức đó, là nó sẽ không thấy được cái tín hiệu. Con kia nó phải hỗ trợ, nó đẩy con kia cao lên thì một trong hai con này nó mới thấy được. Đấy, dạng là vậy.
Đấy, rồi, ok, thì cô đã phá được là 5 sao, 4 sao và 3 sao, 5, 4, 3. Hay thì có chứ. Rồi thì ok, đấy, nếu như mà bạn nào muốn cô làm tiếp, làm cá bi, cá răng nanh hoặc là con cá chim thì like và share liền. Và đừng quên subscribe channel của cô nhé. Rồi thì ok, thì các sẽ dừng video này ở đây thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video này, đừng quên lại cho mình một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nhé. Bye bye mọi người.